Tất cả mọi người đều đang xem bằng chứng thép 5 và cùng nhớ về bằng chứng thép của Âu Dương Chấn Hoa. Sau khi bằng chứng thép 5 kết thúc, một bộ phim mà đã theo dõi trong hơn 10 năm, mọi người đều đặc biệt quan tâm đến việc liệu vụ án hề sát kéo dài 5 mùa này có thể được làm sáng tỏ hay không. Bằng chứng thép 5 đã đặt nặng trọng tâm vào vụ án hề sát từ đầu, khiến cho sự kỳ vọng của khán giả vào việc phá án trong mùa này tăng lên đáng kể. Hề sát là một yếu tố quan trọng trong loạt phim bằng chứng thép, kéo dài suốt 5 mùa. Câu chuyện về vụ án hề sát được bắt đầu từ mùa 3 của bằng chứng thép phát sóng vào năm 2011 và kéo dài đến bằng chứng thép 5, do đó, nó cũng được khán giả gọi là vụ án chưa được làm sáng tỏ trong hơn 10 năm. Ngoài sự đóng góp của bằng chứng thép 5 trong việc tiếp tục vụ án kéo dài 10 năm, khán giả không ngừng phê phán những điểm yếu của mùa này, việc viết nhân vật Trạm Đình, do diễn viên truyền hình trước đây thể hiện, thành tự sát, vai trò của phòng pháp chính điều tra bị suy yếu trong việc phá án, các cảnh tình cảm chiếm ưu thế so với các cảnh suy luận. Nhiều người thậm chí còn trực tiếp nói rằng họ chỉ vì tình yêu với loạt phim bằng chứng thép mới kiên nhẫn đến cuối cùng. Kể từ khi bắt đầu phát sóng bằng chứng thép 1 vào năm 2006, Trạm Đình đã đóng vai em trai của nữ chính Lương Tiểu Cương và tham gia diễn xuất trong một số phần tiếp theo. Hơn 10 năm trôi qua, anh là người duy nhất còn lại trong dàn diễn viên gốc của loạt phim bằng chứng thép, nhưng đã ra đi trong phần 5, khiến nhiều khán giả cảm thấy không thể chấp nhận. Do đó, nhiều khán giả đã tự nhiên nhớ lại bóng dáng trắng của loạt phim bằng chứng thép, hai phần đầu tiên do Âu Dương Chấn Hoa đóng chính, cũng như mở màn cho các cuộc điều tra về anh. Việc xem lại bốn chàng tài tử, Kim Ngọc Mãn Đường và Nhân Chứng không chỉ là để thán phục về diễn xuất của anh, mà còn để nhớ lại một loạt biểu cảm gây cười. Thực tế, mặc dù ngoại hình của anh không nổi bật, nhưng anh không chỉ đạt được đỉnh cao của loạt phim bằng chứng thép, mà còn xây dựng được ấn tượng ban đầu của nhiều người đối với nghề pháp chính, và tạo ra những nhân vật như Trần Tiểu Sanh, Tống Từ, Cao Ngạn Bác, các chàng trai đầu tiên của thế hệ, được gọi là tay sát mẫu hệ. Vậy, tại sao lại như vậy? Nếu bạn đang xem bằng chứng thép 5, tôi khuyên bạn hãy xem bằng chứng thép 1 và 2. Mặc dù trong lúc bằng chứng thép 5 đang phát sóng, nhưng Âu Dương Chấn Hoa lại lọt vào danh sách tìm kiếm nổi bật. Điều này cho thấy rằng trong lòng người hâm mộ, họ vẫn không quên được nhân vật Cao Ngạn Bác, mà vương pháp chứng đầu tiên mà anh thể hiện. Cặp kính, bộ vest và găng tay là tư thế tiêu biểu của phòng pháp chứng điều tra. Loạt phim bằng chứng thép đã mượn một số đặc điểm từ series truyền hình Mỹ CSI, kể câu chuyện về ba chuyên viên hợp tác bởi pháp chứng, bác sĩ pháp y và cảnh sát, giúp giải quyết những vụ án kỳ bí. Không nói quá nếu nói rằng bằng chứng thép có thể trở thành một IP kinh điển của TVB, với việc sản xuất 5 phần trong hơn 10 năm, Âu Dương Chấn Hoa không thể không được công nhận. Anh tạo ra Cao Ngạn Bác, người được mô tả là cuốn sách địa lý di động, có khả năng phát hiện dấu vết tội phạm dựa trên những dấu hiệu tinh tế và khám phá ra sự thật. Trong vụ án đầu tiên của phần 1, nếu tất cả bằng chứng bề ngoài đều chỉ vào bạn trai của cô con gái chủ nhà là thủ phạm, anh đã nhạy cảm phát hiện ra dấu vết trốn thoát ngoài cửa sổ và thông qua phân tích điểm ứng lực, phát hiện ra thủ phạm thật sự là con trai của chủ nhà. Tuy nhiên, thành công của bằng chứng thép không chỉ vì một mình Cao Ngạn Bác, mà còn bởi bộ phim chính mình. Quá trình phá án luôn gây ra nhiều biến động, lật đổ liên tục, tập trung vào các chi tiết pháp chứng điều tra, có quá trình suy luận đầy đủ, đồng thời cũng đủ chuyên nghiệp. Trong vụ án không biết rõ hung khí là gì liên quan đến cái chết của một kẻ đàn ông thích chơi đùa tình cảm, dù nạn nhân bị nhiều vết thương nhưng do không tìm thấy hung khí có hình dạng như răng chó sau đầu, vụ án đã gặp khó khăn. Để giải thích điều này, anh cùng bác sĩ pháp y Cổ Trạch Thâm, do Lâm Văn Long thủ vai, điều tra đã đến siêu thị để tìm hung khí nghi vấn, nhấm nháp đồ nấu ăn, phân tích từ cấu trúc cơ thể và tác động vật lý, cũng như cho tới khi thấy được rằng hung khí có thể là cái kẹp đồ nấu ăn, tạo ra một bản thiết kế để pháp chứng điều tra tiếp tục điều tra hung khí này là gì. Từ vụ án đầu tiên giết cả gia đình đến vụ án xương dưới cống, những vụ án trong bằng chứng thép năm xưa thực sự rùng rợn, nhiều khán giả thậm chí sau khi xem xong vẫn không thể ngủ được vào ban đêm, hôm sau lại cùng bạn bè thảo luận về vụ án, nhớ lại vài câu nói. Ngoài ra, bằng chứng thép không chỉ tập trung vào việc suy luận về những vụ án kinh hoàng, mà còn thông qua những vụ án để khám phá sâu hơn về tâm lý con người, phản chiếu một số hiện tượng xã hội thời đó. Ví dụ trong vụ án tra tấn công trẻ em, vì chồng nghi ngờ vợ phản bội nên hành hạ con gái ruột của mình, chỉ để thể hiện lòng tự trọng nam giới của mình. Và vì cảm thấy có lỗi, vợ không chỉ không ngăn chặn mà còn kích động,
cho đến khi sự thật được phơi bày, cả hai đều cảm thấy hối hận. Không giống như các vụ án điều tra tội phạm hiện đại hầu hết tập trung vào sự phát triển của tình cảm, Bằng Chứng Thép 1 và 2 đã tích hợp sự phát triển của cảm xúc giữa các nhân vật vào việc phát triển vụ án, không để tình chiếm ưu thế, và qua đó giúp Âu Dương Chấn Hoa hoàn thiện thế giới người đàn ông tốt của mình. Cao Ngạn Bác, có lẽ là thế giới người đàn ông tốt. Mảnh ghép cuối cùng trước Bằng Chứng Thép, Âu Dương Chấn Hoa đã tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kim Ngọc Mãn Đường, Lực Lượng Phản Ứng và Thăng Bình Công Chúa, nhưng hầu hết đều là vai diễn nhân vật nam chính hài hước, và so với các nhân vật khác, Cao Ngạn Bác trong Bằng Chứng Thép giống như một chuyên gia đô thị với hai cái não. Từ phần 1 đến phần 2, Cao Ngạn Bác đã có 3 mối quan hệ tình cảm, con đường tình yêu của anh có thể được mô tả là gập ghềnh. Trong phần 1, anh cùng làm việc và yêu thương vợ bị tê liệt từ nhiều năm, dù bận rộn với công việc nhưng vẫn sẵn lòng dành một buổi sáng để nấu một tô cháo gà yêu thương cho vợ, quyết tâm trở thành người chồng chu toàn. Nhưng cuộc đời ai cũng có thăng trầm, vợ anh cuối cùng vẫn sớm qua đời, khi người bạn gái cũ bái bái trở về nước, đối mặt với sự thử thách của cô, anh dùng sự thay đổi của thành phố để ám chỉ sự thay đổi của con người, từ chối việc tái hôn một cách lịch thiệp và quyết đoán. Sau đó, sau nhiều trải nghiệm trong mỗi vụ án, anh và đồng nghiệp Lương Tiểu Nhu, do Mông Gia Tuệ đóng, đã nảy sinh tình cảm, nhưng mối tình đáng nhớ đó không chỉ là một thách thức trong trái tim của Cao Ngạn Bác mà còn là một thách thức của Tiểu Nhu. Để cả hai đều giải phóng bản thân, anh đã thông minh mượn cuốn sổ tay để Tiểu Nhu thấy rằng anh đã cởi bỏ chiếc nhẫn cưới với vợ đã khuất, ám chỉ rằng anh đã vượt qua quá khứ, chỉ chờ đợi cô ấy bước vào cuộc đời cùng mình. Trong Bằng Chứng Thép 2, do một tai nạn khiến Tiểu Nhu bị thương và phải rời khỏi tuyến đầu, làm bạn trai, Cao Ngạn Bác đã luôn ở bên cạnh và động viên cô để lấy lại lòng tin của cô. Thậm chí sau khi thành công trong việc cầu hôn, khi nghe Tiểu Nhu nói mong muốn đi nước ngoài để học và yêu cầu hoãn việc kết hôn, anh không chỉ mạnh mẽ hỗ trợ mà còn giúp Tiểu Nhu chống lại áp lực từ hai ông bố trong gia đình. Trước đó, vai người đàn ông tốt nổi tiếng nhất của anh chính là Trần Tiểu Sanh trong Lực Lượng Phản Ứng. Chuyên gia về vũ khí và vật liệu quân sự, Trần Tiểu Sanh 30 tuổi, tròn trịa và hơi béo, không cao không đẹp trai và thậm chí còn có chút béo, làm việc nghiên cứu vũ khí và đạn dược. Chính bởi vẻ ngoài có đầy đủ mỡ thịt, Âu Dương Chấn Hoa đã thể hiện một Trần Tiểu Sanh đáng yêu và hài hước, Cao Ngạn Bác có đầu óc hai mặt và các vai diễn khác, và vì anh đã vẽ nên các nhân vật một cách sâu sắc, anh cũng thu hoạch được danh hiệu sát thủ của các bà nội trợ, thậm chí là ảnh hưởng đến quan điểm về việc lựa chọn bạn đời của một thế hệ phụ nữ trẻ. Từng đóng vai phụ, nhưng cũng là quán quân điện ảnh. Anh mới là phiên bản thực tế của nam chính trong phim Idol. Là một người xem, chúng ta biết rằng Âu Dương Chấn Hoa đã đóng nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành người thu hút sự chú ý, anh đã trải qua 10 năm sự nghiệp diễn viên phụ. Năm 1982, Âu Dương Chấn Hoa được nhận vào lớp đào tạo diễn viên của TVB, cùng với Lương Triều Vĩ, Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ và những người khác. Nhưng vì ngoại hình không nổi bật, sau khi tốt nghiệp, anh đã phải đi làm công việc phụ trên các bộ phim, vừa luyện tập kỹ năng diễn xuất, vừa đợi cơ hội. Âu Dương Chấn Hoa đã đóng vai ăn mặc lỗi thời trong Tứ Đại Danh Bộ năm 1983. Phần này của phim diễn viên phụ được gọi là rất đa dạng, Châu Tinh Trì đóng Song Binh Giáp, Ngô Trấn Vũ đóng Người Qua Đường, Lưu Gia Linh đóng Người Hầu của Hoa Chí Tâm. Vì có sự tụ hợp của các siêu sao, bộ phim này cũng đã trở thành một bộ phim khá nổi tiếng. Cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn. Khoảng 10 năm sau đó, TVB đã trải qua một làn sóng nghỉ việc. Các diễn viên hàng đầu như Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa đã rời khỏi nhà, Âu Dương Chấn Hoa cũng chờ đợi cơ hội đầu tiên trong cuộc đời mình. Trong thực tế, anh cũng có một câu chuyện tình cảm đáng ghen tị. Anh và vợ, Phó Khiết Nhàn, đã có một câu chuyện tình yêu, là một bản truyện đời thực của các nhân vật idol. Phó Khiết Nhàn là cháu gái của đại ca Đường Bạch Hổ, là một tiểu thư quý tộc hoàn toàn, họ gặp nhau thông qua bạn bè giới thiệu. Trước đó, cô là người hâm mộ của Âu Dương Chấn Hoa, đã xem qua phim của anh, thậm chí nhớ được tên của những vai diễn phụ mà anh đã đóng. Bây giờ trên Weibo của mình, ngoài việc chia sẻ các biểu tượng cảm xúc và tương tác với cộng đồng Weibo, anh còn dành nhiều thời gian để ăn uống, khám phá các quán ăn và tổ chức kỷ niệm sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới, là một câu chuyện tình yêu trung niên chính hiệu. Theo sự thay đổi của thời đại, người xem đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về thẩm mỹ của các bộ phim so với các bộ phim chuyên nghiệp và tình cảm. Sản xuất phía sau giờ đây tập trung hơn vào việc miêu tả các cảnh lãng mạn như hôn nhân,
hôn lễ, vấn đề về việc bảo vệ vợ cũng giúp khán giả đắm chìm nhanh hơn. Và việc giảm điểm mạnh mẽ của bằng chứng thép phần 4 và phần 5, cũng như các độc giả trên mạng xã hội đặt ra câu hỏi pháp chứng là việc tìm hiểu tình yêu hay là việc giải quyết vụ án. Cũng là bằng chứng mặt khác cho thấy sự thất vọng của người xem về các phần tiếp theo. So với những vai diễn mà Âu Dương Chấn Hoa đã đảm nhận đều bình dị hơn nhiều. Không có phục trang cao cấp, không có ngoại hình gây ấn tượng, thậm chí còn không cứu thế giới, chỉ là làm được những việc như mang nước cho bạn khi nhà bạn bị ngưng cấp nước, nghe bạn than phiền và sẵn lòng sửa điều hòa cho bạn, hiểu lý tưởng nghề nghiệp của bạn, không làm những hành vi gây hiểu lầm, mang lại cho bạn cảm giác an toàn và chắc chắn. Có lẽ, chỉ khi xây dựng nhân vật đủ phong phú và có những trải nghiệm tình cảm khó khăn, mới có thể chạm vào phần mềm của cảm xúc được. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.